Chào tất cả các bạn nhé. Thì tối nay mình mới vô chọn một cái gốc ngọc mai này. Gốc này rất là bự nha các bạn. Nãy các bạn nhìn cái tỷ lệ cái lọ keo keo liền sẹo này với gốc này, nó gấp đôi, gần gấp đôi nha, gấp đôi nha. Đấy. Rất là bự nha. Mình thì những cái cây này thì mình mới vô chậu thôi. Bạn nào thích thì mình có thể gửi cho các bạn về chăm sóc tiếp và nuôi cái tay tiếp nha. Này, cái tay của nó này, nó mới đang ra thôi. Bây giờ các bạn vô dây và nuôi lại, cắt tỉa nuôi lại nha. Nuôi theo cái hướng ý mình muốn. Này thì chơi nấm thôi. Các bạn chơi nấm là thời gian là có một cây để chơi thôi. Đây mình có vô chậu sẵn rồi. Bạn nào ở gần đây thì chắc mình xếp nguyên chậu luôn. Bạn nào ở Sài Gòn thì mình xếp nguyên chậu luôn nha. Chứ khỏi mất công bung đấy. Còn các bạn ở xa thì mình xin phép là mình sẽ sổ bầu để cho nó nhẹ ký để vận chuyển đóng hàng cho nó dễ nha. Đấy. Các bạn xem nha. Mình phải gần đấy để xem. Quay gần một tí nha. Một cái cọng rễ đã gần bằng ngón tay mình này. Rễ này còn to hơn ngón tay này. Đấy, bụng vậy đấy. Này rất là dễ sống, không chết được đâu các bạn. Vận chuyển nó thoải mái nha. Các bạn nào chơi rồi thì biết rồi đấy. Các anh mà săn lùng những cái cây to thì có thể vào xem, gọi điện chi tiết cho em nha. Rồi cây này thì em báo giá 1,7 triệu bao ship nha, 1,7 triệu bao ship nha các bạn. Nào, anh em nào thích thì liên hệ trực tiếp với em nha. Rồi em xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip và nhớ đăng ký kênh để nhận clip mới nhất nha. Xin cảm ơn.